Xin chào thầy, em tên là Nguyễn Minh Thái và số sinh viên là 18146214. Thì hôm nay em xin trình bày về bài tập 9 mà thầy đã đưa ra, đó là viết chương trình đo và hiển thị nhiệt độ từ hai cảm biến LM35 hiển thị giá trị trên hai dòng của LCD. Thì sau đây là mạch nguyên lý của em. Thì ở đây là em dùng con vi điều khiển tích 16F887, một màn hình LCD 16 x 2, hai con cảm biến nhiệt độ là M35. Thì ở cái cảm biến nhiệt độ này thì ngõ ra của nó là tín hiệu tương tự, chuyển vào ADC của vi điều khiển tích 16F887 thì từ tín hiệu tương tự sẽ chuyển qua tín hiệu số. Thì từ tín hiệu số này sẽ tính toán đưa ra là nhiệt độ để xuất lên màn hình LCD. Ở con vi điều khiển tích 16F887 thì ở port D và port E, ở port D thì em sẽ kết nối với lại các chân giao tiếp với lại màn hình LCD là từ D4, D5, D6, D7. Ở port E thì các chân E0, E1, E2 em sẽ nối với lại các chân RS, RW và E. Ở đây thì em dùng dao động ngoại, thì ở đây sẽ có một con thạch anh với tần số là 20 m. Trên chân master kia thì em có một nút nhấn, đó là nút reset, có điện trở treo và kết nối với một, có điện trở treo và có một tụ một microfarad. Thì sau đây là lưu đồ của em. Thì ban đầu là begin, sau đó là tiếp đến là khai báo thư viện, biến cấu hình các chân. Tiếp đến nữa là chọn kênh cho ADC, đọc các giá trị ADC để chuyển sang nhiệt độ, chuyển sang nhiệt độ là từ tín hiệu tương tự chuyển qua tín hiệu số và chuyển sang nhiệt độ. Sau đó là xuất ra màn hình LCD và là lặp lại chương trình là chọn kênh cho ADC. Thì sau đây là đoạn code chạy chương trình của em. Thì ban đầu là khai báo biến thì ở đây là dùng con tích 16F887. ADC này thì em sẽ cho nó là 10 bit, thì khai báo là divide ADC bằng 10. Dùng con thạch anh 20 m thì em sẽ khai báo là fuse hs new delay clock 20 m. Ở đây thì tiếp theo đó thì em sẽ định nghĩa các chân để kết nối với lại con pick 16F887. Thì chân E0 E2 đến E2 E0 đến E2 thì em sẽ kết nối lần lượt là RS, RW và chân E. Ở D4, D5, D6 thì em sẽ kết nối với lại port D của vi điều khiển 16F887 với các chân tương tự, đó là với các chân tương tự đó là 4, 5, 6, 7. Dùng mà LCD thì em sẽ khai báo một thư viện, đó là include LCD.c. Đây em sẽ khai báo biến, đó là hai biến, đó là ND1 và ND2 với 16 bit. Tới màn hình tới chương trình code chính, tới chương trình chính của em thì ở đây là em sẽ xuất bột D và bột C. Khởi tạo khi dùng LCD thì em sẽ có một lệnh khởi tạo ở đây. Sau đó là chọn nguồn xung clock cho ADC. Tiếp theo là chân kết nối với lại cảm biến, thì ở đây em sẽ kết nối với port con LM, con cảm biến đầu tiên em sẽ kết nối với lại chân AN0. AN0 thì em sẽ kết nối với kênh AN0, VSS và VDD. Con tiếp theo, con thứ hai sẽ cũng con cảm biến thứ hai thì cũng giống như cảm biến thứ nhất, thì ban đầu cũng chọn nguồn xung clock cho ADC và kết nối với lại chân AN1. Sau đây là chương trình lặp, thì ban đầu là chọn kênh
chọn kênh không chuyển đổi ADC sẽ delay 1 ms giây, sẽ đọc cái dữ liệu ADC này khi xuất lên cho em sẽ soi xuất ở vị trí đầu tiên ở hàng một và vị trí thứ nhất của màn hình LCD, hiển thị giá trị nhiệt độ hàng một thì sẽ hiển thị là thêm bằng phần trăm 0,2 LU. Thì ở đây em sẽ cho xuất em sẽ cho hiển thị số không vô nghĩa vì là 16 bit cho nên là L0 là vì là 16 bit cho nên là LU sẽ có một khoảng trắng và tiếp theo đến là chữ tiếp theo đến là chữ C. Theo tra bảng thì ký hiệu độ thì sẽ là 0xDF thì em sẽ xuất đầu C đó là LCD Pussy 0xDF. Ở cảm biến thứ hai thì tương tự cảm biến thứ nhất, em sẽ chọn kênh một để chuyển đổi ADC, em sẽ delay 1 ms giây. Nội dung thứ hai để đọc nội dung thứ hai. Ở đây em sẽ cho xuất ở hàng thứ hai và vị trí thứ nhất thì hiển thị giá trị nhiệt độ hàng hai Green LCD Pussy thêm bằng 20% 0,2 LU. Nội dung thứ hai ở hàng 2 và vị trí thứ 11 thì em sẽ cho hiển thị ký hiệu của độ C và sau đó là lặp lại chọn kênh cho ADC và sau đây là phần mô phỏng của em. Ban đầu là cảm biến thứ nhất là 30 độ thì ở đây LCD cũng hiện 30 độ, giảm xuống 29 thì trên LCD thì cũng sẽ giảm xuống 29. Khi tăng cảm biến thứ hai lên 30 thì trên LCD cũng sẽ hiện 30. Khi giảm tiếp xuống 28 thì LCD cũng sẽ giảm 28. Nhấn nút reset sẽ. Và em cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.